Xin chào toàn thể quý vị của chương trình Bài hát Việt năm 2011. Tôi tên là Vũ Trọng Long, sinh viên năm thứ 2 khoa Accord Guitar Nhạc Gia, Trường Học Viện Nhạc Quốc gia Việt Nam. Và năm nay là năm đầu tiên tôi tham gia chương trình Bài hát Việt. Các khúc tôi gửi đến là các khúc Tóc Gió, nguồn cảm hứng là dựa trên một mái tóc vàng của một cô gái đã gặp một chiều mưa. Và lối nhạc mà tôi viết ở đây là nhạc funky kết hợp với cách hát R&B. Tôi rất mong sự kết hợp này sẽ đem lại một điều thú vị mới mẻ cho quý vị khán giả. Cô đơn đêm ra lạnh, một mình ôm sầu nhớ. Người đã khuất xa tôi để lòng tôi nhớ hoài. Tóc gió thổi bay, lặng giữa phố đông. Mặt trời đến chân trời, em đã đến bên tôi. Tóc gió trên vai, nắng sáng cuối trời. Người đã khuất xa tôi để lòng tôi nhớ hoài. Tóc gió thổi bay, lặng giữa phố đông. Mặt trời đến chân trời, em đã đến bên tôi. Tóc gió trên vai, nắng sáng cuối trời. Một tình yêu chiều phố mưa, tóc ướt mềm lắng nghe giọt mưa thì thầm. Hoa tuyết tóc dài nâng lên phùng gió, tóc gió bay mắt môi chìm đắm nhìn theo. Duyên dáng yêu kiều, từng ngày trôi qua tóc dài bay xa góc phố chiều lặng yên không dáng ai. Đợi chờ nơi đây mặt buồn cô đơn đêm ra lạnh một mình ôm sầu nhớ. Người đã bước xa tôi để lòng tôi nhớ hoài. Tóc gió thổi bay lặng giữa phố đông. Người đã đến trên trời em đã đến trên tôi. Tóc gió trên vai nắng sáng cuối trời. Người đã bước xa tôi để lòng tôi nhớ hoài. Tóc gió thổi bay lặng giữa phố đông. Mặt trời đến chân trời em đã đến bên tôi. Tóc gió thổi bay nắng sáng cuối trời. Một tình yêu người đã quét xa tôi để lòng tôi nhớ hoài. Tóc gió thổi bay lặng giữa phố đông. Mặt trời đến chân trời em đã đến bên tôi. Tóc gió thổi bay nắng sáng cuối trời. Một tình yêu đây là một bài mà tôi thích. Tôi cũng thế. Và tôi nghĩ là cái bài này nó khá vuông tròn, kể cả về cách hát, cách phối khí và cái hiệu quả trên sân khấu. Tôi nghĩ là cái bài này là tối hôm nay tôi khá ấn tượng với bài này. Xin chúc mừng giải thưởng bài hát ấn tượng do khán giả bình chọn đã thuộc về bài hát Tóc Gió của tác giả Vũ Trọng Long và ca sĩ Tô Minh Đức trình bày. Vâng, bài hát đã đoạt 25,1% bình chọn. Vâng, và xin chúc mừng cho khán giả may mắn đã lựa chọn ca khúc Tóc Gió. Đó chính là Phùng Thị Lan Hương, số điện thoại 0933 939901, phòng 420 Lô B, chung cư Lạc Long Quân, phường 5, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh. Xin chúc mừng khán giả may mắn. Xin cảm ơn nhà báo Minh Đức. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe xem chàng trai Vũ Trọng Long, bạn sẽ nói gì ạ? Tôi rất ấn tượng với mái tóc của bạn. Vâng, và tôi cũng rất ấn tượng với tuổi của bạn, một tác giả trẻ mới có 18 tuổi. Dạ vâng, xin chào toàn thể quý vị khán giả đang xem truyền hình và tất cả quý vị khán giả có mặt ở trường quay ngày hôm nay. Trước mắt thì Long xin gửi lời chân thành cảm ơn đến tất cả mọi người đã ủng hộ Long trong suốt quá trình Long theo đuổi âm nhạc. Đến bây giờ, Long xin cảm ơn anh Thành Vương đã phối khí một bài hát cho Long rất là hay. Và xin cảm ơn anh Tô Minh Đức
đã thể hiện bài hát mà Long rất hài lòng. Vâng, xin một lần nữa chúc mừng bạn. Bạn còn muốn nói gì đúng không? Xin mời bạn. Dạ vâng, em rất mong là ca khúc này đã làm mọi người cảm thấy một điều gì đấy thú vị. Và do lần đầu lên sân khấu nên là vẻ thì em hơi run. Vâng, hơi run nhưng mà vẫn hất tóc được. Đúng như phần clip mà bạn đã giới thiệu đúng không? Tóc gió và bạn làm như thế này. Thôi anh Tuấn đừng trêu để cho bạn Long run thêm nữa. Vâng. Xin cảm ơn Trọng Long rất là nhiều và chúng ta sẽ cùng đến với giải thưởng tiếp theo. Xin cảm ơn Vũ Trọng Long. Chúc mừng bạn một lần nữa.